vào cõi đam mê. Gặp nhau làm chi, sao đêm dài buồn thế. Gặp nhau làm chi, lệ ướt hoen mi. Tình đến rực rỡ, em cho tôi ước mơ. Tình sao tình lỡ, ta mượn những cơn say. Xin chào quý vị và các bạn, quý vị đang thưởng thức chất âm của đô la Ý Chario Sinta Trăm, một đô la bút sale có thể nói là cũng khá đỉnh nè quý vị. Và đang ghép với con âm ly đan mạch Bellmaster 1001 quý vị. Thì quý vị thấy là không cần là phải những con âm ly đao to búa lớn gì ha. Đó, để đánh cái đô la bút sale cao cấp này thì chỉ cần một con âm ly bên em đang bán với giá là 2.500.000 thôi. Bellmaster 1001 thì chúng ta có thể đánh được rất hay cái đô la Chario của Ý này rồi. Không cần phải mua những con âm ly hàng chục triệu hay là hai ba chục triệu gì. Đó. Cho ra cái chất âm rất là tuyệt vời, đủ các giải nha vị, bung ra hết, rất là hay. Đó, giá chỉ 2.500.000 con âm ly thôi, quá tuyệt vời. Đó, và cả bộ này thì quý vị các bạn bỏ ra chỉ khoảng 11 triệu đồng thôi. Sở hữu cả bộ với cái chất âm quá tuyệt vời như thế này. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất từ cửa hàng. Em xin chân thành cảm ơn.